Tài xế vừa lái xe vừa ăn mì cho biết tôi vô cùng hối hận. Thưa quý vị, chiều nay ngày 5 tháng 12, anh Hồ Thanh Dân, tài xế vừa lái xe vừa ăn mì cho biết vô cùng ân hận khi để xảy ra sự việc. Anh Dân kể, sáng hôm ấy ngày 2 tháng 12, anh về nhà ngủ với con nên đến công ty bị muộn giờ không kịp ăn sáng. Do đã đến giờ, xe phải xuất bến nên anh mua vội gói bánh hỏi, gói theo mang lên xe. Khi qua khỏi đèo Song Pha đến đoạn đường vắng, cứ nghĩ không có gì nguy hiểm nên anh đã mở gói bánh ra ăn. Thực ra việc dừng lại vài phút cũng không ảnh hưởng gì đến chuyến đi, nhưng thấy đoạn đường này vắng rộng rãi, lại ngại dừng làm phiền hành khách nên tôi mở gói bánh ra ăn. Bữa ăn chỉ kéo dài chưa đến 3 phút vì chỉ có mấy lát bánh hỏi, tôi lùa mấy đũa là xong. Anh Dân cũng cho biết, sau khi thấy hành động của mình bị lên án mạnh mẽ, anh đã vô cùng hối hận. Mấy hôm nay tôi luôn dằn vặt về chuyện này, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Điều tôi mong nhất bây giờ là mọi người hãy rộng lòng mà tha thứ cho tôi, anh Dân tâm sự. Được biết anh Dân năm nay 32 tuổi, sống tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, đã làm nghề lái xe được hơn 10 năm nay. 4 năm trước, anh được công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng ký hợp đồng làm nhân viên lái xe. Suốt thời gian làm việc tại công ty này cũng như thời gian chạy xe trước đó, anh luôn làm tốt công việc của mình, chưa để xảy ra sai sót nào. Về hoàn cảnh gia đình, anh Dân hiện sống với mẹ già và nuôi hai con nhỏ đang đi học. Vợ chồng anh đã ly hôn từ vài năm trước. Hiện anh là lao động duy nhất trong gia đình nên cuộc sống kinh tế khá khó khăn. Anh Dân nói, sáng nay tôi đã bị công ty cho thôi việc. Tôi đã sai nên hoàn toàn đồng ý với quyết định của công ty. Sắp tới tôi sẽ tìm một việc gì đó làm tạm để xoay sở nuôi con. Như Dân Việt đã thông tin, lái xe Hồ Thanh Dân được xác định đã có hành vi vừa lái xe vừa ăn mì. Hành vi này bị hành khách ghi lại, đưa lên mạng xã hội, khiến hàng ngàn người bức xúc. Dân Việt đã phản ánh. Tại cuộc họp vào sáng cùng ngày, Ban An toàn Giao thông của công ty Tài Thắng, nơi anh Dân làm việc, nhận định hành vi vừa lái xe vừa ăn mì của tài xế Dân là vi phạm nghiêm trọng, quá coi thường tính mạng của người khác, gây hoang mang cho hành khách và vi phạm khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết của công ty. Sáng cùng ngày, Đại tá Hồ Văn Lai, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trường hợp tài xế buông tay lái để ăn mì khi lái xe theo luật không thể xử phạt hành chính. Trong trường hợp lái xe nghe điện thoại thì có thể xử phạt hành chính, nhưng trong trường hợp này tài xế ăn mì thì không thể vì luật không quy định, Đại tá Lai nói trên tờ xin.vn. Theo vị trưởng phòng, trước đây ngành cảnh sát giao thông đã kiến nghị chính phủ bổ sung hành vi này vào luật nhưng chưa được. Sắp tới, phòng sẽ tiếp tục thu thập những trường hợp tương tự để kiến nghị chính phủ đưa vào luật. Vị trưởng phòng nói, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng cho biết đã tạm chỉ công tác đối với tài xế Dân theo chỉ đạo của cơ quan chức năng để chờ xử lý theo quy định. Ông Quốc Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẳng định hành vi của tài xế Hồ Thanh Dân là rất thiếu ý thức. Người lái xe quá thiếu trách nhiệm với bản thân mình, những người trên xe và cả những người và các phương tiện đang lưu thông trên đường.